Harry xin chào các bạn ở Young News. Xin chào các bạn độc giả của Young News. Thật ra chuẩn bị tham gia Young Chat thì Harry cảm thấy rất là hồi hộp và rất căng thẳng. Tại vì Harry đã từng nghe người ta nói về Young Chat, tại vì nó là trực tiếp và MC và những bạn tham gia cùng sẽ chặt chém nhau với Harry. Nên tại vì tiếng Việt của Harry không có rành lắm, nên nếu chặt chém nhau thì Harry thấy Harry sẽ không có giỏi hơn mấy người khác. Nên bây giờ Harry đang rất căng thẳng. Nhưng mà nếu tham gia cùng với Linh thì Harry yên tâm nhiều, tại vì Linh hay giúp cho Harry. Chắc vậy quá. Khi mà nhận lời mời tham gia Young Chat thì Linh cũng rất là hồi hộp, bởi vì không biết rằng là các bạn sẽ hỏi gì mình đây. Nhưng mà cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã có thêm một không gian nữa gần hơn tới các bạn khán giả để được nói ra những suy nghĩ của mình và để chúng mình sẽ hiểu nhau hơn. Harry, không, thật ra đã đang chiến đấu với hai bạn kia thì Harry không dám chạm chính Linh đâu. Nếu Linh không giúp Harry thì Harry chắc chết. Harry thì những lúc ngoan thì thôi, mình không muốn chặt chém, nhưng mà bạn mà hư là mình chặt chém tới cùng thì thôi. Thật ra Harry không có sợ mất hình tượng, tại vì đâu có hình tượng gì đâu mà mất. Thực ra là Linh đã xem những chương trình Young Chat trước đây rồi và thấy rất là thú vị. Và mình cảm thấy như là sẵn sàng đón nhận tất cả những thử thách. Bởi vì những thử thách của các bạn khán giả thì chắc là cũng rất là đáng yêu và rất là thương mình thôi, chắc cũng không có làm gì hại mình đâu ha. Thực ra khi tham gia một show, talk show hay là một bài phỏng vấn thì bản thân Linh cũng luôn luôn muốn mang tới cho quý vị khán giả những câu trả lời thật nhất. Và nó là những cái suy nghĩ của Linh tại thời điểm hiện tại, và hy vọng rằng là lần này chương trình Young Chat cũng như vậy. Hy vọng rằng là quý vị sẽ hỏi Linh thật là nhiều để Linh có nhiều cơ hội bộc lộ hơn những suy nghĩ của mình. Bây giờ đang thấy rất là háo hức để đến gặp mọi người đấy ạ. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Young Chat mùng 8 tháng 5 vào 2 giờ chiều trên Young News nhé. Player News.